Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục chữa đề thi ngữ pháp N2. Đầu tiên chúng ta sẽ chữa bonai số 7, môn đài ngữ pháp trong câu. Câu 31. Wakai toki wa 100% manzoku no iku shigoto o motome gì đó đang ạ. Soyu shigoto wa 100% này có nghĩa là cái lúc mà còn trẻ ấy, thì cái gì đó nhá, tìm kiếm, mong cầu những cái công việc mà có cái gì nhỉ? Có cái độ hài lòng là 100%, nhưng mà công việc như vậy thì 100% sẽ không có. Garu, gachi, mitai và darake. Thì ở đây chúng ta sẽ có garu là ngữ pháp gì nhỉ? Nó sẽ là ta garu, diễn tả cái mong ước của người thứ ba. Đấy, hoặc là một số cái tính từ chỉ cảm xúc ấy. Ở đây motome không phải là motome ta garu, do vậy là chúng ta sẽ loại trừ đáp án số 1 sai. Gachi có khuynh hướng, có xu hướng. Hợp lý đúng không nhỉ? Đi được với động từ bỏ mát sự này và thể hiện cái xu hướng chung của mọi người thường như vậy. Khi còn trẻ thì chúng ta thường có xu hướng như thế. Vậy thì có vẻ là hai sẽ đúng. Mitai. Mitai có thể là te mitai là muốn thử làm, hoặc là dạng gì nhỉ? Hoặc là dạng mitai mang nghĩa là hình như, có vẻ như ấy. Nhưng ở đây không đi với động từ bỏ mát sự nhá. Như vậy thì chúng ta sẽ loại đáp án số 3. Darake toàn là, đi với lại danh từ, cũng loại bởi vì đây là động từ. Như vậy là chỉ có đáp án số 2 là hợp lý. Chúng ta thường có xu hướng tìm kiếm những công việc tạo ra cái sự hài lòng 100%, nhưng mà những công việc đó thì 100% sẽ không có. Câu số 32. Sanjikan narabasareta gì đó. Mae no hito no tokoro de chiketto wa urikirete shimatta. Tame ni ue de kuse ni wa ageku. Câu về trước đó là bị bắt đứng, đúng không nhỉ? Bị bắt xếp hàng. Ngữ pháp bị động sai khiến nhá. Bị bắt xếp hàng 3 tiếng. Vé sau là gì? Vé ấy, nó bán hết ngay cái người đứng trước mình. Đấy. Rất là đen, đúng không nhỉ? Một kết quả không tốt. Tame ni, vì hoặc là để đều không hợp lý trong cái trường hợp này. Uede. Ta uede mang nghĩa là sau khi làm A là một điều kiện, tiền đề, thì làm B đằng sau, trong trường hợp này cũng không phải. UED hay dùng như kiểu là sau khi suy nghĩ thì sẽ quyết định, kiểu vậy. Cư xê nhĩ là ấy vậy mà, kiểu như là nó biết, ấy vậy mà nó không chỉ cho tôi. Thì được dùng để diễn tả cái sự gì nhỉ? Coi thường, khinh miệt đối phương. Diễn tả cái sự bất mãn, trong trường hợp này không phải. A ghê cự là sau một hồi. Đấy, đằng trước là gì đấy? Bị bắt xếp hàng tận 3 tiếng, đúng nhỉ? Sau một hồi bị bắt xếp hàng tận 3 tiếng ấy, thì đằng sau một kết quả không tốt. Do vậy loại 3 và đáp án đúng của chúng ta phải là 4. Ageku. Tiếp theo câu số 3. Câu số 33. A nói là gì đây nhỉ? Kare no gì đó. Kyo mo kito 30分 wa okurete kuru yo. Sore ja eiga ga hajimatchau yo. Anh ta nhá, hôm nay ấy cũng sẽ lại đến muộn ít nhất là 30 phút cho mà xem. Vậy thì ấy, phim nó bắt đầu sớm mất rồi. Toyu yori toyu koto dakara koto ni shite iru. Toyu yori là A toyu yori B, có nghĩa là nói là B thì đúng hơn là A. Trong trường hợp này là sai, không có dạng no toyu yori. Toyu cũng vậy, cũng không có no. Koto ni shite iru là gì nhỉ? Ai đó quyết định làm gì, tương tự cũng không phải. Ở đây đáp án đúng phải là đáp án số 3. Ngữ pháp koto dakara no koto dakara đó là ai chứ cái người đó ấy. Đấy. Cái người đó có một đặc trưng và nghĩ đến người đó là sẽ gì nhỉ? Người ta hình dung ra ngay cái đặc trưng là gì. Có cái kết quả đằng sau nhá. Ai chứ người đó, bởi vì cái người đó, vì là người đó cho nên là chắc chắn đằng sau sẽ như vậy. Câu số 34. À, terebi minai no? Này, không xem TV à? Ashita shiken dakara terebi nda. Ngày mai là thi rồi, TV. Mono dạ này. À, mono dạ này là mono deo ạ này, là không nên xem TV. Nó dùng để chỉ những cái lời khuyên, nhưng mà trong trường này là một trường cụ thể thì không dùng như vậy nhá. Loại 1 này. Dokoro ja nai. À, dokoro ja nai chính là dokoro dewa nai, có nghĩa là không phải lúc. Bởi vì đằng trước có vế là gì nhỉ? Ngày mai thi đúng không? Cho nên bây giờ không phải là lúc để xem TV. Đáp án chính xác là đáp án số 2. To itara nai là cực kỳ, vô cùng. Cái này ngữ pháp N1 nhá. Cũng không phải. Nihoka nara nai không phải là gì khác, chính là cái đằng trước. Cũng không phải luôn. Câu số 35.
Nare shitashinda furusato hanare gì đó hitotachi no koto kangaeru to totemo tsurai. Cứ nghĩ đến những cái người đấy. Vậy thì các bạn thấy này, cứ nghĩ đến những cái người, vậy thì phải là những người như thế nào đúng không? Đấy, do vậy là nó phải là dạng bổ nghĩa để tạo ra cái sắc thái nghĩa là người như thế nào. Vậy thì dựa theo cái này chúng ta có thể loại ngay được một và hai, bởi vì là hai cái này ấy, là hai cái ngữ pháp tách câu nhé, nó không phải là bổ nghĩa cho cái từ hitotachi no koto. Đó, chỉ có ba suginai và enai đang để ở thể thường thì ghép trực tiếp cái này sẽ tạo dạng bổ nghĩa. Đấy là cái lập luận để loại trừ một hai, hoặc là các bạn có thể dùng phương pháp dịch nghĩa cũng được. Ví dụ te hajimete là chỉ sau khi thì mới nhận ra điều gì đúng không? Đây là không hợp nghĩa với câu. Te kara denai to nếu không thì không cũng không thỏa mãn. Vậy chỉ còn 3 với 4. 3 là nai ni suginai ghép vào, ni suginai là chỉ. Ghép vào câu này nó sẽ thành là nếu như nghĩ về những cái người mà chỉ là không rời xa quê hương, rất là rối nghĩa, rất là vô duyên. Loại 3. 4 là ra rue này là buộc phải đành phải. À thấy hợp lý rồi đúng không? Nếu như cứ mà nghĩ đến những cái người mà buộc phải rời xa cái quê hương, cái quê nhà yêu dấu thân thuộc của họ thì tôi cảm thấy rất là đau đớn, đau lòng. Đúng phải là 4 nhá. Buộc phải rời xa này. Câu số 36. Tatoe, thấy cái từ tatoe thì biết ngay là dùng gì nhỉ? Temo rồi. Đáp án đúng của chúng ta sẽ là số 2. Tatoe jūgyō ni okurete mo chōshoku wa kanarazu 1 jikan kakete taberu koto ni shiteiru. Cho dù là có muộn học ý, thì tôi cũng luôn luôn quyết định là bữa sáng tôi dành 1 tiếng để ăn sáng. Tara là nếu này, sue ni là sau một hồi, temade là đến mức. Tiếp theo câu số 37. Yume na gaka no tenrankai gì đó. Kaikan mai kara oze no hito ga naranda. Đằng trước là cái buổi triển lãm của danh họa nổi tiếng, của họa sĩ nổi tiếng. Đằng sau là có rất là nhiều người xếp hàng từ trước khi mở cửa triển lãm đó. Kiri dake atte karashite và bakari ni. Kiri là gì? Kiri là kể từ khi đằng trước, thì đằng sau là một cái điều gì nhỉ? Một cái điều mà tiếp diễn liên tục, đúng không? Một trạng thái phủ định tiếp diễn liên tục. Hoặc là nó mang tính chất gần giống như cái từ dake ấy, là chỉ. Ở đây đều không phù hợp với trường hợp là danh từ là tên rankai. Dake atte, quả là có khác. Quả đúng là có khác. Đáp án đúng chúng ta sẽ là đáp án số 2 đúng không? Quả đúng là buổi triển lãm của danh họa có khác. Người xếp hàng rất là nhiều từ trước khi mà mở cửa. Karashite là ngay từ, thông thường nó diễn tả cái sự đánh giá không tốt, đúng nhỉ? Ngay từ cái tên đã thấy đáng sợ, ngay từ cái cách đi đứng đã không đã có vấn đề, kiểu vậy. Hoặc là đánh giá cũng không phải. Bakarini là chỉ vì, không phải. Tiếp theo câu số 38. Kotoshi no shinyūshai wa mō shigoto ni nareta yō ne. À, các cái nhân viên mới của năm nay ấy thì có vẻ như là họ đã quen với công việc rồi nhỉ? So da ne, shokuba no funiki gì đó, kanari nareta yō da ne. Funiki là cái bầu không khí của chỗ làm việc. Có vẻ như là đã khá là quen. Vậy thì đây là một câu diễn tả sự phán đoán, dùng yō đúng nhỉ? Vậy thì sẽ phải dùng ngữ pháp là karasuruto đúng nhỉ? Từ nhá. Đấy. Từ cái không khí làm việc, từ bầu không khí của chỗ làm ấy thì mình đoán ra được là có vẻ như họ đã quen rồi. Toyeba, nếu nhắc đến một cái gì đó thì có một cái đặc trưng, ví dụ như là Hà Nội toyeba phở đúng nhỉ? Để cho là nếu mà nhắc đến Hà Nội thì sẽ là nhắc đến món phở. Megutte là xoay quanh, tranh cãi của một số đông người xoay quanh một sự việc, sai. Nanyani o nuki ni, bỏ qua cái điều gì đó, sai này. Câu 39, nedan gì đó. Kono ie no hirosa to shōme kigu wa miryukuteki da ne. Sunde mitai na. Nedan là giá. Về sau là những cái độ rộng của ngôi nhà ấy và cái thiết bị chiếu sáng thì thật là mê hoặc, thật là đầy hấp dẫn. Tôi rất là muốn sống thử ở đây. Toyu mono wa, cái thứ gọi là, sai nhá. Karashite, ngay từ. Ngay từ thì đằng sau phải có sự đánh giá về cái này, chứ không phải là ngay từ cái này xong lại chuyển sang cái khác. Ở đây rõ ràng là đang nhắc đến nedan,
là giá, đằng sau đây đổi sang cái khác. Vậy thì nó phải đi với một từ là gì nhỉ? Bỏ qua cái này đúng không? Vậy thì chúng ta cũng loại được số 2. Nisakidate là trước khi thực hiện cái sự việc phía trước này thì sẽ làm một cái điều gì đó đằng sau, mang tính chất là tạo gì nhỉ? Tạo cái tiền đề. Không phải, ở đây đúng phải là đáp án số 4. Wasateoki có nghĩa là thôi giá cả thì mình không không bàn đến, hoặc là mình tính sau, không quan trọng lắm. Thì mình thấy là cái độ rộng và cái thiết bị chiếu sáng của ngôi nhà nó rất là hấp dẫn. Đấy là cái mà mình muốn nhấn mạnh hơn nhá. Câu số 40. Ikuji kyuka 1年 toretayo. À, tớ đã xin nghỉ nuôi con được một tớ tớ xin nghỉ nuôi con được một năm đấy. À, toretan da. À, cậu gì nhỉ? Cậu xin được à. Ở đây sẽ là một cái từ, một cái phó từ này. Daikinyo dake no koto wa aru ne. Ở đây có cái cụm là dake no koto wa aru ne, nó chính là cái dake atte ở cái câu trước ấy các bạn. Đây. Khi ở đường cuối câu thường người ta dùng dưới dạng là dake no koto wa aru. Quả đúng là cái công ty lớn có khác. Vậy thì phải đi với Sasuga, đúng nhỉ? Quả đúng là nhá. Một tô mộ là đương nhiên hoặc là nhất, vân vân. Ở đây cũng không hợp lý với câu này. Shidai ni dần dần từ từ đi với động từ diễn tả sự biến đổi. Jizen ni là trước, diễn tả cái việc mà chuẩn bị hoặc làm điều gì đó trước. Sai. Câu 41. A B nói chuyện với nhau. Kono naka ni nani ga haiteru no kashira? Ở trong này ấy, thì có vẻ như là đang được để cái gì ở trong đó ấy nhỉ? Hako no okisa gì đó karui kara tabun nakami wa nuno se no mono de shou ne. Ở đây các bạn thấy là độ lớn của cái hộp đúng không? Đằng sau lại là nhẹ. Vậy thì câu này có nghĩa là so với độ lớn của cái hộp đúng nhỉ? Tức là cái hộp nó khá là lớn, nó khá là to nhưng mà trông lại rất là nhẹ. Vậy thì có thể bên trong là những cái thứ mà làm bằng vải. Ví dụ như quần áo chẳng hạn. Vậy thì sẽ dùng cái ngữ pháp nào? Một là nimo kakarazu là tuy nhiên nhưng. Sai. Nishite wa so với. Chính xác nhá. So với cái việc, so với cái độ lớn của cái hộp như vậy mà nó lại nhẹ. Karasuruto, nhìn từ đúng không? Đánh giá từ đây, tương tự đây này. Loại và nishiro chính là nishite mo, cho dù. Câu số 42, câu cuối cùng của ngữ pháp trong câu. Kyo wa michi o machigaenai de gì đó yo. Attarimai de sho, mo onaji tokoro ni go kai mo itte rin dakara. Người A nói là hôm nay ấy không nhầm đường. Một người B nói là gì nhỉ? Đương nhiên rồi. Đi tận 5 lần đến cái nơi đó mà. Itemiseru. Ngữ pháp temiseru là ngữ pháp N1, có nghĩa là làm cái gì đó cho mà xem, thể hiện cái thái độ quyết tâm. Chính xác, đúng là số 1 nhá. Hôm nay ấy, tớ sẽ đi mà không bị nhầm đường cho mà xem. Đấy. Và người B mới nói là à, thì đương nhiên đi tận 5 lần đến đó thì chả thế. Câu số 2. Itemo sashizukaenai. Sashizukaenai có dạng kanji là như thế này. Có nghĩa là cản trở đúng nhỉ? Không cản trở. Dù đi cũng không có vấn đề, không có phiền phức gì, không có cản trở gì. Sai. Không phải. Ite wa kanawanai hay là ite hoshi mono da đều không đúng nhá. Không có điều gì cả này, hay là mong muốn người khác đi đều sai, đúng phải là đáp án số 1. Tiếp theo chúng ta sang bài số 8. Môn đài số 8 là môn đài dấu sao. Olympic ya Paralympic o miteiru to senshu tachi gì đó kando saserare sareru seishin ryoku no ni và tsuyoi. Cứ xem cái Olympic cũng như là Paralympic ấy. Paralympic là đại hội thể dục thể thao dành cho người khuyết tật. Thì tôi lại đây ở đây là thẻ gì các bạn? Đây là thẻ bị động sai khiến. Tôi lại bị làm cho cảm động. Vậy thì tôi bị cái gì đó làm cho cảm động đúng không? Đấy thì phải là trợ từ nhị đứng trước. Như vậy chúng ta sẽ xếp được 3 là nhị ở đây. Đấy, bị cái gì đó làm cho cảm động. Vậy thì cái gì phải là gì? Phải là danh từ đúng không? Danh từ thì ở đây có hai cái có thể dùng được, đấy là no
khi mà người ta bỏ, người ta coi như lặp lại cái gì nhỉ, lặp lại cái danh từ, người ta bỏ cái danh từ đằng sau no đi ấy đấy, hoặc là xê xin điêu cự là cái danh từ sức mạnh tinh thần. Chúng ta sẽ xem tiếp nhé. Ở đây có sensu tachi này, các vận động viên, vậy chắc chắn là nó là danh từ, vậy thì đằng sau nó phải là trợ từ no. Đấy, như vậy chúng ta sẽ cho số 2 ở đây. Vậy thì khi mà cố định được như này rồi thì đằng trước ba này phải là danh từ thì sẽ phải là một đúng nhỉ? Se shin ryoku cự. Vậy thì số 4 sẽ phải ở vị trí số 2 đúng không? Tsuyoi. Thứ tự đúng của chúng ta sẽ là 2 4 1 3. Vị trí dấu sao ở số 1, các bạn sẽ khoanh đáp án số 1 nhé. Khi mà xem Olympic và Paralympic thì tôi đã bị đúng nhỉ? Tôi đã được cái sức mạnh tinh thần mạnh mẽ của các vận động viên làm cho cảm động. Câu số 44. Kare no ie ni ite odoroita no wa nani nani koto datta. Đến nhà anh ta ấy thì cái điều mà tôi ngạc nhiên là cái việc gì đó. Vậy thì chắc chắn là cô tổ đạt tà đây đang để ở dạng gì các bạn? Đang để ở dạng danh từ cô tổ. Vậy thì đằng trước này phải là gì nhỉ? Thể thường. Hoặc là dạng danh từ cộng no. Như vậy ở đây chắc chắn là chúng ta phải cho cái số 1 đứng cuối cùng. Bởi vì không có danh từ cộng no ở đây. Chỉ có mỗi một là dạng thể thường thôi. Một là gì nhỉ? Shiro de toitsu sarete iru đúng không? Đấy. À, tức là được thống nhất bằng cái màu trắng này. Tiếp theo các bạn thấy có nhá. Shoki mo dake de naku và kagu. Vậy thì chắc chắn là đằng trước dake de naku là danh từ, như vậy chúng ta sẽ phải ghép được đúng là gì đây nhỉ? 4 này. Kagu. Sau đấy là 3. Dake de naku. Sau là 2. Shoki mo. Đấy. Và đây là mấy? Đây là một đúng không? Thì câu này nghĩa là gì? Khi đến nhà anh ta thì cái điều mà tôi ngạc nhiên là cái việc không chỉ đồ nội thất mà ngay cả những cái đồ dùng ăn uống, bát đĩa các thứ ấy cũng được thống nhất bằng một cái tông màu trắng. Đáp án đúng của chúng ta sẽ là đáp án số 2. Tiếp theo câu số 3, câu số 3 là câu 45 ở trong đây. Showa 30 年代に gì đó tatemono to hito no koreika no mondai o kakaeteiru toshi seibi de tsukurareta sudeni furui furui machi ni natte shimai machi wa. Các bạn thấy nhá, về trước là gì nhỉ? Vào những năm 30 đúng không? Đấy. Của thời gì nhỉ? Của thời chiêu hòa. Đây là trợ từ nhị. Như vậy là đằng đây phải là động từ đúng không? À, vậy thì chúng ta sẽ chắc chắn sẽ phải là gì nhỉ? Chúng ta phải cho số 1 đứng ngay đằng sau nó là Toshi Sebi De Tsukurareta. Có nghĩa là được xây dựng, được tạo ra bằng cái việc gì nhỉ? Bằng cái việc gọi là nâng cấp rồi thì hoàn thiện đô thị vào cái thời gian này. Ở đây đang là tsukurareta là động từ thể thường, vậy thì đằng sau nó phải là ngữ pháp đi với thể thường hoặc là danh từ. Thì đây chỉ có duy nhất cái danh từ nào là thỏa mãn. À, các bạn thấy có 3 là furimachi cũng là danh từ, hoặc 4 cũng là danh từ nhá. Nhưng mà chắc chắn là chúng ta sẽ phải cho gì nhỉ? Chúng ta phải cho 4 ở đây. Machiwa. Đấy. Xong là Sudeni có nghĩa là đã rồi. Thì nó đi với động từ diễn tả sự thay đổi. Vậy thì nó sẽ là đứng trước. Cái số 3 là Furui Machini. Đây là thứ tự đúng của chúng ta. 1, 4, 2, 3. Có nghĩa là ấy, cái thành phố mà được xây dựng
nhờ cái việc nâng cấp, tu bổ, hoàn thiện đô thị vào những năm 30 thời Triệu Hòa ấy, thì nó bây giờ đã trở thành một cái thành phố cổ rồi, thành phố cũ kỹ rồi, và nó đang đang ôm những cái vấn đề gì đấy, những cái vấn đề như là về gì nhỉ, về kiến trúc cũng như là về cái sự già hóa của con người. Các bạn sẽ chọn được đáp án đúng là đáp án số 2, Sư Đề Nhị. Tiếp theo câu số 46, Waga ieno gì đó đà này, okuwa fudosan ya ya yubin uke ni irerareru pizza ya nado no chirashi mono no. Đấy, đằng trước là gì nhỉ, nhà tôi, đằng sau là gì nhỉ, đằng sau là đà. Vậy thì chắc chắn ấy, khi là đà như thế này thì đằng sau cùng nó phải là gì các bạn, nó phải là danh từ. Vậy thì chúng ta sẽ cho được thằng số 3 là thằng đứng cuối cùng. Thằng số 3 là gì đây? Là pizza ya, tức là cửa hàng bánh pizza. Gõ nó ra luôn cái hình vẽ bánh pizza này. Nado no chirashi. Chirashi là cái tờ quảng cáo nhé. Nhưng mà thường nó in không đẹp lắm, và nó in để gì nhỉ? Để đưa cho người ta ấy. Chira đây này, nó nếu mà viết kanji nó là chữ này. Chữ tán đưa vứt cho họ. Nào, ở đây các bạn thấy có nado. Nado, và đây là danh từ đứng trước nó, vậy thì chắc chắn nó phải nối với một cái từ nữa là từ ya, đúng không? Như vậy các bạn sẽ xếp được 1 đứng trước 3. 1 là okuwa fudosan ya ya. Đấy. Kéo dài ra một chút, cái câu này nó dài quá. Như vậy là cố định được rồi. Cố định được như thế này thì chọn được luôn đáp án rồi. Chọn được luôn đáp án là số 1 rồi. Thế nhưng mà cần phải ghép tiếp để không sợ bị sai, đúng nhỉ? Waga ieno nhá. Vậy thì đằng sau là một danh từ. Nào, vậy thì chúng ta sẽ phải cho 2. Là gì nhỉ? Yubin uke, đúng nhỉ? Kiểu như là cái hòm thư ấy, cái hộp thư. Đấy, như vậy là đương nhiên là số 4 chúng ta sẽ phải để cuối cùng, đằng sau cái số 2. Xếp được cuối cùng ở đằng sau số 2. Nhiều người nghĩ rằng đây là ngữ pháp monono các bạn ạ, nhưng không phải đâu. Nó là mono. Cái no này để nối với lại cái ô cự đây này. Đấy, cái câu này nó sẽ ngắt ra như thế này. Có nghĩa là ấy, phần nhiều những cái thứ mà được bỏ vào trong cái hòm thư, hòm bưu điện của nhà tôi thì chỉ là, đúng không nhỉ? Thì là những cái gì? Là những cái tờ quảng cáo của cửa hàng pizza hoặc là của cửa hàng bất động sản thôi, của công ty bất động sản thôi. Tiếp theo câu 47. Câu này hơi khó một chút bởi vì nó có cái cụm từ là mono kange yode. Đấy, cái cụm từ này nó sẽ đứng đầu câu các bạn nhé. Thì câu này hơi khó cho các bạn bởi vì các bạn sẽ không biết cái cụm này, có nghĩa là suy nghĩ rất nhiều thứ. Đấy. Rikai suru koto ga dekite ii to omoimasu. Hito no kanashii kimochi o shippai o keiken shita hou ga mono wa kangei yo de wa ichido gurai. Thì chúng ta phải cho cái từ là mono wa kangei yo de. Nó là một cái biểu hiện cố định. Đôi khi trong bài thi các bạn sẽ gặp những cái câu như thế này, là những câu khó để lấy điểm cao. Đấy, nó sẽ đứng đầu tiên, có nghĩa là suy nghĩ về nhiều thứ này. Tiếp theo, những cái câu còn lại thì xếp như thế nào? Cảm xúc của người khác, cảm xúc buồn phiền của người khác. Rồi thì số 2 là gì? À, đây là trợ từ ố, vậy đằng sau phải là động từ, đúng không? Đằng sau là động từ, vậy thì chỉ có thể là gì? Chỉ có thể là đi với lại đi kai suru, đúng nhỉ? Đấy, như vậy chúng ta sẽ xếp được cái này đang là số 3.
Vậy thì đứng trước Kirikai này sẽ là số 1. Hito no kanashi kimochi o. Đấy. Tiếp theo nhé, các bạn có này. Shippai o keiken shita hou ga, tức là trải nghiệm, nếm trải cái sự thất bại một lần. Vậy thì cái từ, cái số lượng từ Ichiro Gudai này ấy, nó phải đứng trước cái số 2 đúng không? Như vậy là chúng ta sẽ xếp được số 4 là Ichiro Gudai, và cuối cùng là số 2 Shippai o keiken shita hou ga. Đây, thứ tự đúng của chúng ta là như thế này. 3, 4, 2, 1. Các bạn sẽ khoanh được đáp án số 2. Câu này có nghĩa là như thế nào? Nó cũng hơi khó hiểu một chút. Tôi nghĩ rằng ấy, đấy, cái việc chúng ta suy nghĩ nhiều thứ, chúng ta trải nghiệm, đúng nhỉ? Chúng ta trải nghiệm một lần thất bại. Đấy, thì chúng ta sẽ gì đấy? Chúng ta sẽ có thể gì nhỉ? Có thể hiểu được cái cảm xúc buồn phiền của người khác nhá, là một điều rất là tốt. Đáp án đúng của chúng ta sẽ phải là số 2. Tiếp theo, bài ngữ pháp trong đoạn văn có thể nói là bài khó nhất trong phần ngữ pháp đối với các bạn. Nhiều bạn có xu hướng bỏ bài này. Thì những cái bài này ấy, các bạn sẽ không cần phải làm toàn bộ, tức là không cần phải đọc hết từng câu từng chữ của bài, không phải dịch ra, mà các bạn chỉ cần quan sát cái vị trí trước sau gần nhất với câu đấy thôi. Chẳng hạn như bây giờ cái cách làm của bài này nhé, CJ sẽ chỉ cho các bạn này. Đây, các bạn thấy này, câu 48 nhé, các bạn thấy là đứng đầu câu và đằng sau là dấu phẩy, vậy đây khả năng cao là liên từ. Liên từ ấy, thì các bạn sẽ cần phải kết nối câu đầu với câu sau, câu trước với câu sau. Các bạn thử xem này, sumi kara sumi made jikan o kakete heya o soji suru yosu o mite iru to makasete oite daijoubu da toyu anshinkan ga moteru, là gì nhỉ? Khi mà nhìn thấy cái vô sự, cái điệu bộ, cái bóng dáng nó dọn dẹp phòng từ góc nọ đến góc kia ấy, đấy, rất là dành rất là nhiều thời gian, thì mình sẽ có một cái cảm giác yên tâm là mình có thể giao phó công việc cho nó. Vậy thì đây là đang là một cái điều tốt đúng không? Về sau nhá. Takai tokoro kara ochinai yo ni takasa o hakaru koto ga deki nani ka mondai ga okiru to oto o dashite shiraseru. Nó có thể gì nhỉ? Nó có thể đo được chiều cao, đo được độ cao, đúng không? Để không bị rơi xuống từ chỗ cao xuống, và nếu mà xảy ra vấn đề gì thì nó sẽ thông báo, nó sẽ phát ra âm thanh để thông báo. Vậy thì đây cũng là những cái mặt tốt. Vậy thì 48 sẽ phải là một từ mang tính chất liệt kê. Shikashi, sore de, mata và sore demo. Shikashi và sore demo đều là tuy thế, nhưng diễn tả quan hệ đối nghịch, chúng ta sẽ loại này. Ở đây không phải quan hệ đối nghịch. Sore de là vì thế, vì vậy, quan hệ nhân quả loại. Đúng, đây phải là mata. Giống mấy cái từ như là sono ue rồi thì shikamo. Sono sore kara, vân vân. Sore ni có nghĩa là thêm nữa, hơn nữa, thêm vào đó. Ở đây người ta đang liệt kê nhá, phải dùng đáp án là đáp án số 3, mata. Tiếp theo câu số 49. Kore made roboto ni motomerarete kita mono wa tansa kumitate souji kaigo 49 nhá. Rodo o karuku suru kino de atta ga. Đến đây thôi, cái đoạn đằng sau này cũng không quan trọng lắm. Đây các bạn thấy này, 49 sẽ phải điền cái gì đó. Ở đây là những cái danh từ được liệt kê một cách cụ thể, tìm kiếm này, rồi thì lắp ráp, dọn vệ sinh, chăm sóc. Đây là lao động. Vậy thì chắc chắn 49 này sẽ phải là từ gì? Sẽ phải là một cấu trúc diễn tả gì nhỉ? Đằng trước là những cái ví dụ cụ thể, vậy thì có thể là yo nao hoặc là to ita. Bây giờ chúng ta sẽ xem nhé.
Toyuka, Toita, Toyeba và Wasateoki. Chắc chắn đúng phải là số 2 đúng không? Những công việc như là đấy. Không thể là Toyuka. Toyuka, Toyuka có nghĩa là gọi là A cũng được, gọi là B cũng được. Nó phải là có hai cái cơ, loại. Toyeba là nhắc đến đặc điểm của một cái gì khác. Wasateoki là bỏ qua cái điều đó. Đúng ở đây phải là 2. Toita. Tiếp theo câu số 50. Kono roboto wa jiro o subete bunseki shite kaita hito to onaji ji o kaku koto ga dekiru toyu. Cái con robot này ấy, nó phân tích toàn bộ và nó có thể viết được cái chữ giống như người ta đã viết. Đấy. Vậy thì các bạn thấy ở trên nhá. Người ta có câu như này. Saikin ningen no gijutsu o tsutaeru koto ga dekiru toyu roboto ga kaihatsu sareta sou de aru. Gần đây ấy, người ta nghe nói là người ta đã phát triển được những con robot mà có thể có thể truyền tải những cái kỹ thuật của con người. Đấy, có thể bắt chước những kỹ thuật của con người. Được chưa? Vậy thì ở đây phải là phân tích cái việc những cái hành động liên quan đến con người, đúng không? Đằng sau lại có tiếp là gì đây nhỉ? Viết chữ giống như con người này. Bây giờ các bạn sẽ xem cái đáp án nào như vậy. Hito ga hude de kaku toki no ugoki. Cái động tác khi con người viết chữ bằng bút. Đáp án chính xác, đúng không? Đấy, kỹ thuật của con người này chính là cái ugoki nhá. Sude ni kakareta moji o, cái chữ đã được viết. Vậy thì không thấy nhắc đến con người đâu, loại. Số 3 là hoka no hito ga kaita moji. Cái chữ mà người khác đã viết cũng sai đúng không? Đấy. Và 4 là gì nhỉ? Roboto ga kaita fude no ugoki, cái động tác bút mà con robot viết. Phải là con người chứ không phải con robot, loại, đúng phải là 1. Tiếp theo câu 51. Đứng đầu, đằng trước là danh từ thì có thể khả năng đây là câu cần phải điền chỉ thị từ. Gizutsu o tsutaeru koto o mokuteki to shita roboto ga kaihatsu saretara violin no hikikata ya sushi no nigirikata boru no nagekata nado. Câu rất là dài đúng không nhỉ? Rồi chúng ta xem cái phần trước thôi nhá. Nếu như này, ngắt đến đây. Nếu như mà cái con robot nếu như mà phát triển được cái con robot mà lấy cái việc truyền tải những cái kỹ thuật gì đó làm mục đích. Đấy, thì ở trên này các bạn thấy rõ ràng là người ta đưa ra những cái gì nhỉ? Người ta đã đưa ra cái ví dụ là nó bắt chước con người để viết chữ đúng không? Vậy thì các bạn sẽ xem cái từ gì hợp lý. Onaji yona, kỹ thuật giống như vậy, loại. Loại đúng không? Kore to wa chigau, kỹ thuật khác cái này. Rồi thì Koko de cũng loại luôn, đúng phải là đáp án số 4. Kono yona, kỹ thuật như thế này. Là lặp lại cái thông tin ở phía trước. Chỉ thị từ Kono. Sono cũng được, nhưng mà đây người ta nhấn mạnh thì người dùng từ Kono. Câu 52. Ở đây có từ Shikashi nên là chúng ta quan trọng. Shikashi, ikura roboto ga subarashii to itemo chou ichiryu no waza o umidasu no wa ningen no shigoto da. Thế nhưng mà ấy, cho dù con robot nó có tuyệt vời thế nào ấy, thì cái người mà tạo ra cái kỹ thuật siêu việt đó, đúng là cái việc mà tạo ra cái kỹ thuật siêu việt đó là công việc của con người. Yahari waza wa ningen ga mizukara. Và quả nhiên là ấy, kỹ thuật thì con người sẽ phải tự mình tạo ra đúng không? Thì sẽ phải dùng ngữ pháp là số 2. Mài rũa. Migaka nakereba naranai no de aru nhá, con người sẽ phải tự làm điều đó. Số 1 là migaka nai toyu wake de wa nai. Toyu wake de wa nai là không phải là, lại đằng trước là migaka nai. Không phải là không mài rũa, tức là có mài rũa nhưng mà nghe nó okashi đúng không? Thường dùng để phủ định một phần. Không đúng. Migai temo sashi tsukai nai, dù mài rũa cũng không ảnh hưởng gì, không có vấn đề gì, sai. Đây là gì nhỉ? Migaka nai de wa irare nai. Nai de wa irare nai hay là zu ni wa irare nai là phải làm điều đó, nhưng mà thông thường là phải đây ấy là những cái hành động mà không thể kiềm chế được, chứ không phải là một hành vi mang tính ý chí như này, loại nhá. Đúng sẽ là 2. Thì đấy là cái cách mà làm nhanh một bài là như vậy. Các bạn sẽ không cần phải gì nhỉ?
không cần phải đọc hết toàn bộ bài mà chỉ cần nhìn câu trước câu sau thôi. Tất nhiên không phải là cái bài nào cũng vậy, có bài sẽ cần phải đọc cả đoạn để nắm được ý chính. Nhưng mà thường là những cái bài ngữ pháp trong đoạn văn này là sẽ chỉ cần nhìn cái câu đó và câu trước nhá. Thì các bạn hãy tận dụng cái điều này để làm bài. Thì Sensei cũng sẽ dịch qua một chút cho các bạn để các bạn hiểu rõ hơn về cái bài này. Tại vì vẫn sẽ có những bạn dùng cái cách thức đấy là gì đấy? Đấy là dịch, đọc để gì nhỉ? Để chọn đáp án. Thế nhưng mà thực tế là đi thi sẽ khó có đủ thời gian để làm được điều đó lắm. Trừ khi là các bạn là người đã học rất là kỹ, có rất là nhiều thời gian. Rồi chúng ta sẽ tìm hiểu bài này một chút nhé. Nó cũng gần như một, nó cũng giống một bài đọc hiểu đấy. Đây là một cái bài viết được đăng trên một tạp chí khoa học. Tên bài là Samazamana Roboto. Đúng nhỉ, rất là nhiều loại robot khác nhau. Soji Roboto ga kaihatsu sare, kate ni kanari fukyu shite iru yō de aru. Có vẻ như là ấy, robot dọn dẹp ấy, nó được phát triển và bây giờ nó đang phổ cập, nó đang xuất hiện rất là nhiều ở trong các gia đình. Hajime wa Nedan no takai zetaku hin da to omotte ita ga sono hataraki buri no jisai wo repato de mite tsui ni wa ga ie mo kounyu shita. Ban đầu ấy thì tôi luôn nghĩ nó là một cái zetaku hin, một cái xa xỉ phẩm, một cái mặt hàng rất là xa xỉ đắt tiền với giá cao. Thế nhưng mà ấy, khi mà tôi nhìn thấy cái động tác làm việc, cái tác phong làm việc của nó ở trung tâm thương mại thì nhà tôi cũng đã mua, đúng nhỉ? Cũng đã mua một con. Khi mà nhìn thấy nó tỉ mỉ dành thời gian dọn phòng từ góc nọ đến góc kia ấy, thì có thể có cái cảm giác yên tâm là gì đấy, mình giao cho nó cũng không có vấn đề gì. Thêm nữa ấy, nó có thể gì nhỉ? Nó có thể tính toán chiều cao để không bị rơi xuống từ chỗ cao. Và khi mà xảy ra vấn đề gì ấy, thì nó có thể phát ra âm thanh để thông báo cho mình. Sono oto o kiku to roboto ga tasukete to ite iru yō de watashi wa hai hai to kotaete shimau. Khi nghe thấy âm thanh đó ấy, thì robot giống như là nó làm sao đấy, giống như là nó đang nói là cứu tôi với. Thì tôi cũng đáp lại, lỡ đáp lại là hai hai kikai to wakatte ite mo communication を取れるような気がして答えずにはいられない. Dù biết nó là máy móc đấy, thế nhưng mà tôi cảm thấy ấy, giống như là nó biết giao tiếp vậy, cho nên là tôi không thể nào mà không đáp lời lại được. 今まさにロボットが生活に入りつつある. Chính lúc này con robot nó đang dần dần đi vào trong cuộc sống. これまでロボットに求められてきたものは những con robot mà được gì nhỉ, được phát triển, được tìm kiếm, được yêu cầu từ trước đến giờ ấy, là những con robot mà có chức năng gì đấy, làm giảm bớt những cái sức lao động cho con người trong các lĩnh vực như là tìm kiếm, lắp ghép, thì dọn dẹp, dọn vệ sinh, chăm sóc ví dụ người cao tuổi chẳng hạn, người bệnh. Nhưng mà gần đây ấy, nghe nói là cũng có những con robot mà nó có thể thực hiện những cái động tác truyền tải những kỹ thuật của con người, cũng được phát triển, cũng được nghiên cứu. Những con robot này ấy, nó sẽ phân tích tất cả những cái động tác khi mà con người viết bằng bút, và nó có thể viết lại cái chữ giống hệt như người đã viết. Tsumari, roboto ni ji no kakikata o osiete morau koto ga dekiru toyu wake de aru. Có nghĩa là ấy, đúng nhỉ? Chúng ta gì đây? Chúng ta có thể gì đây nhỉ? Chúng ta có thể dạy cho con robot, đúng không? Cái cách gì nhỉ? Cái cách viết chữ. Đấy. このロボットを開発した人は人間が長い年月をかけて身につけた技術を伝えることに役立つロボットを目指している。Cái người mà đã phát triển ra con robot này ấy, thì sao? Thì đang hướng tới mục tiêu là một con robot có ích trong cái việc gì nhỉ?
truyền tải những kỹ thuật mà con người mất rất là nhiều thời gian mới có thể gì đấy nhỉ, mới có thể minutes kia là mới có thể trang bị được cho bản thân nhá. Xin lỗi, cái câu trên ấy, robot tổ nhị Gino kakikata o osiete morau, nhận được cái việc dạy từ con robot, tức là được con robot nó dạy chứ không phải là mình dạy cho con robot nhá. Đấy, khi mà con robot nó học được ấy thì sao, thì nó bắt chước được và mình có thể học theo, có thể dùng cái cách mà nó thực hiện đấy, đúng nhở, để chỉ cho những cái đối tượng khác một cách nhanh hơn. Câu số 51 này, nếu như những con robot nếu như những con robot mà gì đây, nếu như những con robot mà thực hiện được những cái kỹ thuật như vậy đấy, nó được phát triển ấy, thì ở trên gì nhỉ, thì những cái công, thì những cái hoạt động khác chẳng hạn như là chơi violon này, rồi thì nắm sushi, ném bóng, vân vân, những cái kỹ thuật mà sử dụng tay ở trên thế giới này ấy, thì đều làm sao đấy, đều có thể gì nhỉ, đều có thể để cho robot nó dạy đấy, những cái kỹ thuật đấy. Shikashi, ikura roboto ga subarashi to itemo, chō ichiryū no gaza o umidasu no wa ningen no shigoto da. Thế nhưng mà cho dù con robot nó có tuyệt vời đến đâu chăng nữa, thì con người, cái công việc mà tạo ra những cái kỹ thuật đó vẫn là của con người. Và quả nhiên là con người ấy sẽ phải nhỉ, nghiên cứu mài giũa những cái kỹ thuật đó. Thì đây là cái phần dịch nghĩa của bài nhé. Đi thi thì các bạn sẽ không có thời gian để làm điều đấy đâu. Các bạn sẽ tận dụng thời gian để làm cái phần đọc hiểu ấy. Đấy là cái phần mà các bạn rất là dễ bị mất thời gian. Thì bài chữa của chúng ta đến là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong những bài chữa sau.